Thưa quý vị, trước thực trạng nhiều địa phương có ca nhiễm bệnh nặng, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế triển khai ngay phương án điều động chi viện kịp thời về việc tăng cường nhân lực y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, phải tăng cường kịp thời nhân lực chống dịch, đặc biệt là các bác sĩ, điều dưỡng viên điều trị, hồi sức cấp cứu cho các địa phương có số ca nhiễm rất cao. Người đứng đầu Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan y tế địa phương nâng cao năng lực tham gia lực lượng chi viện theo sự điều động của Bộ trưởng Bộ Y tế.